kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thống nhất việc thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 4. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vàng Ma Chải ăn lán, ngủ rừng, ngăn chặn dịch COVID-19. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh thực sự là động lực, là đòn bẩy giúp cho hàng nghìn lượt hội viên nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thống nhất việc thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 4. Chiều ngày 15 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thống nhất việc thực hiện giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 4. Trước đó tại cuộc họp, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 15 tháng 4, Ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy định về cách ly xã hội sau ngày 15 tháng 4. Ban chỉ đạo thống nhất phân loại nhóm các địa phương theo các tiêu chí như có đầu mối giao thông, mật độ di chuyển, đi lại lớn, có biên giới, nhiều người qua lại biên giới, những điểm trước đây có tiếp xúc rất nhiều với người nước ngoài, mật độ dân cư, mật độ các nhà máy, khu công nghiệp tập trung. Trong đó, nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Ban chỉ đạo kiến nghị những tỉnh này tiếp tục thực hiện các nội dung của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ít nhất đến ngày 22 tháng 4. Nhóm có nguy cơ gồm 15 tỉnh thành, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Kiên Giang, Nam Định, Hải Phòng, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Bình Phước, Nghệ An, Lạng Sơn, An Giang. Các tỉnh thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp. Đối với hai nhóm này, Ban chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho một số hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động có điều kiện trên cơ sở bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ. Đồng thời, thực hiện các giải pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà. Nếu ra khỏi nhà, phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Mặt khác, cấm tập trung đông người, kể cả các hoạt động tôn giáo, vui chơi giải trí. Thưa quý vị, tính đến 12 giờ ngày 15 tháng 4, trên thế giới đã có 211 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số 2 triệu người mắc COVID-19, trong đó có trên 126.700 người tử vong. Mỹ đã vượt qua Italy trở thành quốc gia có nhiều người tử vong nhất do COVID-19, với trên 26.000 người chết và hơn 614.000 người nhiễm. Tiếp đến là Tây Ban Nha, trên 174.000 người mắc, hơn 18.200 người tử vong. Italy, với 162.400 người mắc, hơn 21.000 người tử vong. Pháp, 143.300 người mắc và 15.700 người tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines đã vượt qua Malaysia, trở thành nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất khu vực, với trên 5.200 trường hợp và 335 người tử vong. Tiếp đến là Malaysia, với gần 5.000 người nhiễm và 82 người tử vong. Indonesia là trên 4.800 ca nhiễm và 459 người tử vong. Còn tại Việt Nam, tính đến 12 giờ trưa ngày 15 tháng 4, đã ghi nhận 267 trường hợp nhiễm, trong đó có 169 trường hợp được chữa khỏi. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 155, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đòi hỏi cả nước tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cần thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong thời gian ngắn để không phải áp dụng biện pháp phong tỏa trong thời gian dài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm, chấp nhận, hy sinh lợi ích kinh tế, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong một vài ngày qua, tại một số nơi đã có hiện tượng lơi lỏng, tụ tập đông người tại nơi công cộng, mở cửa bán hàng và cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục tái diễn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo chỉ thị số 16, nhất là các biện pháp về hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp. Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo cụ thể về thành lập hoạt động của các đội công tác tăng cường, thực hiện nhanh việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch ở các địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản lý. Các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường việc bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao động, quan tâm đến đời sống các đối tượng yếu thế. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức học thi của học sinh năm học 2019-2020. Bộ Công an, đặc biệt Công an các địa phương, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự công cộng, đua xe, chống người thi hành công vụ trong thời gian phòng chống dịch. Về các kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo các cơ quan thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua việc sử dụng tiền mặt. Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai việc tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo khẩn trương, hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng phần mềm giám sát, truy vết ca bệnh, kiểm soát nguồn lây bệnh, bảo đảm an toàn, không để lộ lọt thông tin cá nhân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vừa có công văn số 110 hướng dẫn thực hiện quyết định số 54 về việc ủy quyền ban hành văn bản trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các đơn vị phản ánh có một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong việc thông báo áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế tại các cơ sở cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau. 1. Thông báo áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế đối với người nước ngoài. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, thẩm quyền thông báo áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế, thực hiện theo quy định tại Nghị định 101 năm 2010 của Chính phủ. Khi áp dụng các biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế tại các cơ sở cách ly y tế đối với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Tại cơ sở y tế, giám đốc trung tâm y tế các huyện thành phố tổng hợp danh sách người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị cách ly y tế đã hoàn thành thời gian cách ly y tế gửi về Sở Ngoại vụ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh. Tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà, Ban chỉ đạo cấp huyện thành phố tổng hợp danh sách người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị cách ly y tế đã hoàn thành thời gian cách ly y tế gửi về Sở Ngoại vụ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh. Sở Ngoại vụ gửi văn bản thông báo về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế đối với người nước ngoài đến Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao để tiến hành thủ tục thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia và vùng lãnh thổ có người được cách ly phòng chống dịch COVID-19. 2. Thông báo áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế đối với người không có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu, người ngoại tỉnh. Khi áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế tại các cơ sở cách ly y tế đối với người ngoại tỉnh. Tại cơ sở y tế, giám đốc trung tâm y tế huyện thành phố tổng hợp danh sách người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị cách ly y tế đã hoàn thành thời gian cách ly y tế gửi về Sở Y tế. Tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà cơ sở lưu trú, Ban chỉ đạo cấp huyện thành phố tổng hợp danh sách người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị cách ly y tế đã hoàn thành thời gian cách ly y tế gửi về Sở Y tế. Cơ sở y tế cuối cùng theo dõi kiểm tra sức khỏe cho người bị cách ly y tế trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết thúc thời gian cách ly y tế cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế. 3. Thông báo áp dụng biện pháp cách ly y tế, hoàn thành thời gian cách ly y tế đối với người có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu. Tại cơ sở y tế, giám đốc trung tâm y tế huyện thành phố gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân xã nơi người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị cách ly y tế đã hoàn thành thời gian cách ly y tế cư trú trên địa bàn tỉnh.
tại cơ sở cách ly tập trung hoặc cơ sở lưu trú. Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố gửi thông báo đến Ủy ban Nhân dân xã nơi người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị cách ly y tế đã hoàn thành thời gian cách ly y tế cư trú trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 1165 về việc thực hiện một số giải pháp ngăn chặn, lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động. Công văn nêu rõ, theo quy định của pháp luật hiện hành, sổ bảo hiểm xã hội được cấp và giao cho từng người lao động giữ để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Việc mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố thế chấp sổ bảo hiểm xã hội là các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội lập ra các trang Facebook, công khai số điện thoại để giao thu mua, thanh lý sổ bảo hiểm xã hội trước thời hạn của người lao động nhằm trục lợi. Để quản lý chặt chẽ việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội khi giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngăn chặn tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp tạm thời không nhận hồ sơ của người lao động, ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận hộ tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động không thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp này phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng sức khỏe của người ủy quyền để tránh lạm dụng và hạn chế việc mua bán lừa đảo đang diễn ra. Thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 nhằm phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp trong cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia. Cụ thể, đơn vị đã cấp 93 sổ bảo hiểm xã hội, phát hành gần 1.360 thẻ bảo hiểm y tế, gồm cấp mới trên 1.300 thẻ và cấp đổi lại 58 thẻ. Đồng thời phát hơn 1.200 tờ rơi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 cho trên 1.200 người lao động thuộc 35 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội. Chốt chuyển, xác nhận sổ để giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ việc cho 70 trường hợp. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp chung tay phòng chống dịch bệnh và duy trì thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trên tinh thần vì nhân dân phục vụ. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng, đến hết tháng 3, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu các loại hình tại cửa khẩu đạt hơn 40 triệu đô la, bằng 26,28% kế hoạch năm và giảm 5,44% so với cùng kỳ năm 2019 do tác động của dịch COVID-19. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 6 triệu đô la, chủ yếu là giá trị hàng xuất khẩu địa phương của cư dân biên giới như chuối đạt 1,45 triệu đô la. Cùng với đó là giá trị hàng tái xuất đạt hơn 35 triệu đô la, vượt 1,92% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, tỉnh đang phối hợp với Trung Quốc thực hiện giải pháp cho lái xe, người giao hàng Trung Quốc sang Việt Nam chở hàng đến khu vực giao hàng tại cửa khẩu, không đi sâu vào nội địa. Người điều khiển phương tiện phải mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang phòng dịch. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm và động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Malifor và đồn biên phòng Hủy Luông, huyện Phong Thổ đang thực hiện nhiệm vụ phòng dịch COVID-19 ở khu vực biên giới. Bằng nguồn quỹ xã hội công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng các cán bộ chiến sĩ hai đồn biên phòng Malifor và Hủy Luông, huyện Phong Thổ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày và nước rửa tay sát khuẩn để phòng dịch COVID-19 với trị giá 10 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa của cán bộ công đoàn các cấp góp phần động viên chia sẻ khó khăn của các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân một lòng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Cục Thuế tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính, các giao dịch trên môi trường mạng, qua đó giảm bớt việc tiếp xúc trực tiếp theo đúng tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lai Châu. Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá về việc ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến như là nộp thuế cá nhân, kê khai và nộp thuế doanh nghiệp, việc phòng chống COVID-19 để giảm cái tiếp xúc theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì đã tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái cá nhân như thế nào trong quá trình mà tiếp cận với các lĩnh vực của thuế? Về vấn đề kê khai nộp thuế, đăng ký kê khai nộp thuế rồi nộp thuế điện tử
Thì hiện nay thì ngành thuế cũng đã triển khai từ những nhiều năm trước. Hiện nay với cái tình hình trong cái dịch Covid này thì cái công tác, cái các ứng dụng trực tuyến thì nó rất có hiệu quả cao trong cái việc phòng chống dịch, tránh được cái sự tiếp xúc giữa người nộp thuế và công chức thuế. Đấy, người nộp thuế thì chỉ có thể là nhiều các dịch vụ công thì là chỉ có ở nhà có thể là thực hiện cái công tác về kê khai nộp thuế ở mọi lúc mọi nơi. Để ngành thuế thì hiện nay đã thực hiện các dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 cho hầu hết các cái thủ tục hành chính. Do vậy thì người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế mà vẫn thực hiện các cái nhiệm vụ của mình với nhà nước và đảm bảo tuân thủ cái chủ trương chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về nhằm cái giãn cách cái xã hội. Vâng, vậy thì đến thời điểm này Cục Thuế Lai Châu đã triển khai thực hiện như thế nào và sự tiếp cận của người dân và các cái doanh nghiệp đối với cái lĩnh vực này như thế nào? Trong cái ngày 28 tháng 1 năm 2020 thì Bộ Tài chính có cái chỉ thị 01. Tổng Cục Thuế có công văn số 380 ngày 3 tháng 2 năm 2020 để chỉ đạo các đơn vị trong ngành thuế thì tăng cường công tác phòng chống dịch. Thì ngay từ giai đoạn đầu thì Cục Thuế Lai Châu cũng đã chủ động triển khai các cái biện pháp, cụ thể là tăng cường công tác tuyên truyền cho trong cán bộ công chức, người lao động trong ngành thuế về cái sự nguy hiểm và cái các cái cách phòng chống dịch Covid, rồi là tăng cường các giải pháp thực hiện việc trực tuyến, nhất là việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử. 100% ra vào cổng thì đều phải được đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang khi và sát khuẩn trước khi có làm việc với công chức thuế. Hiện nay là cái việc kê khai nộp thuế sử dụng các cái ứng dụng trực tuyến ấy, thì hiện nay riêng cái việc nộp thuế điện tử thì có kê khai thì gần như 100% các doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế điện tử. Đối với ngành thuế Lai Châu hiện nay cũng cùng chung với ngành thuế cả nước thì cũng đã triển khai đạt cái tỷ lệ rất cao. Đấy. Trong thời gian tới thì để đẩy mạnh các cái biện pháp giúp cho các cái dịch vụ công trực tuyến này được triển khai một cách rộng rãi thì đối với Cục Thuế sẽ có những cái giải pháp như thế nào? Đối với ngành thuế Lai Châu thì cũng như ngành thuế cả nước thôi, để thực hiện thì cải cách cái chỉ số nộp thuế trong năm tới, ngành thuế đều phải nỗ lực hơn nữa trong cái công tác cải cách thể chế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp về cả mức độ và cái độ dễ dàng tiếp cận chính sách, đồng thời phải tăng cường cái thực hiện điện tử hóa về thủ tục hành chính của doanh nghiệp, rồi là phải nâng cao cái chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, rồi liên biết công khai 100% các cái thủ tục hành chính thuế về phí, về lệ phí tại các bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Xin được cảm ơn đồng chí với những nội dung vừa rồi. Trước những diễn biến mới phức tạp hơn của dịch COVID-19, là đơn vị quản lý đường biên giới dài, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vàng Ma Chải đứng chân trên địa bàn xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, đang ngày đêm ăn lán, ngủ rừng, bảo vệ biên giới. Cùng với đó, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện kịp thời các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào địa bàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới. Chiếc lều dã chiến được căng ngay bên đường, chỉ cách tường rào biên giới Trung Quốc chưa đầy 100 bước. Vị trí này từng là lối mòn để những lao động đi làm thuê vượt biên vào nội địa. Một tổ công tác có 5 người, cứ 3 tiếng lại thay ca gác, trực 24/24 giờ. Trong lán là mấy tấm ván để các chiến sĩ thay nhau chợp mắt, người còn lại túc trực để không một ai vượt biên từ Trung Quốc trở về mà không được kiểm tra y tế, đưa vào khu cách ly. Sau những giờ tuần tra, các anh vừa ăn vội bát mì tôm, vừa tranh thủ điện về hỏi thăm gia đình. Đôi khi chúng tôi đi cả đêm hoặc là về 9 10 giờ hoặc là đêm thì ăn vội bát mì tôm thôi. Đang ăn bát mì tôm người lại bỏ chạy ra để như là tổ chức đón người ta bên kia về hoặc là làm công việc liên quan đến biên giới, cho nên là cái bữa ăn không thành bữa, nó thất thường lắm. Mì tôm nó có thể tiết cơm nguội hoặc là có thể chai nước lại đút túi quần lại chạy thôi, cho nên là cái việc ăn uống thế thì chúng tôi cái chuyện vất vả thì cái này thường xuyên chúng tôi không vấn đề gì cả. Còn cái mong muốn của tôi nhất là nói chung là mau hết dịch để là trả lại cái cộng đồng với cái sự sinh hoạt cho người dân.
đường tuần tra biên giới từ khu vực mốc giới số 69-2 về mốc giới số 70-2 do đồn biên phòng Vàng Ma Trải quản lý, gồm có 3 tổ chốt chặn với nhiều đường mòn lối mở. Từ mùng 6 Tết, đơn vị có lệnh dựng lán lập chốt để phòng công dân từ vùng dịch về nước không qua cửa khẩu mà vượt biên vào nội địa. Thượng úy Nguyễn Đình Thuần, đội trưởng kiểm soát hành chính cùng 4 chiến sĩ nữa túc trực trên chốt. Từ đó đến nay, các anh chưa về thăm nhà. Mặc dù gia đình hoàn cảnh là cũng rất là khó khăn, bố tôi ốm, con thì còn nhỏ, nhưng vì nhiệm vụ chung của đơn vị, của lực lượng, của cả hệ thống chính trị, nên anh em chúng tôi vẫn tự động viên nhau, cùng nhau cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, của lực lượng, cũng của cả hệ thống chính trị. Đồn biên phòng Vàng Ma Trải được giao nhiệm vụ quản lý 11,228 km. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, ngoài thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh biên giới, suốt 3 tháng qua, đồn đã tổ chức túc trực 100% quân số để đảm bảo ngăn chặn dịch xâm nhập qua biên giới. Đơn vị thành lập 6 tổ chốt chặn tại các đường mòn lối mở trên biên giới và 3 tổ kiểm soát lưu động gồm 21 chiến sĩ, kịp thời phát hiện 120 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Anh em ở cái điểm chốt chặn rất là vất vả, ăn, ở, sinh hoạt đều là tự túc và hai nước nuôi sinh hoạt không đảm bảo, điện đóm sinh hoạt không có. Nhưng anh em trong thời gian vừa qua là đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm là người chiến sĩ biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn và chốt chặn và là cái lá chắn của phiên dậu. Có những lán trại giữa rừng sâu, không điện, không nước. Thời gian các anh ở đây không phải vài tuần mà có thể vài tháng, tùy vào diễn biến dịch bệnh. Nhưng các anh vẫn quyết tâm kiên trì bám trụ, đồng lòng cùng toàn quân và người dân cả nước trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, mấy năm qua, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh thực sự là động lực, là đòn bẩy giúp cho hàng nghìn lượt hội viên nông dân của các địa phương trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thực hiện tốt việc cho vay vốn, kết hợp với các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đây là mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của anh Hù Trà Hùng, xã Can Hồ, huyện Mường Tè. Được Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho vay vốn phát triển sản xuất, anh Hùng đã mở rộng quy mô chăn nuôi từ 3.000 con lên 13.000 con gà. Đây cũng là mô hình kinh tế điển hình trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ Nông dân trong thời gian gần đây. Ban đầu là em đã về quê và chăn với số lượng đàn là 3.000 con. Và sau khi chăn thành công số lượng 3.000 con đấy thì em thấy được lợi ích và tiềm năng của quê mình. Và sau đó là cái ý tưởng mở rộng quy mô. Với sự hỗ trợ quỹ của nông dân, hội nông dân, vay vốn của hội nông dân ấy thì em lại mở rộng thêm, hiện đến hiện nay là đang là 1 vạn 2, tức là 12.000 con trên ba đàn. 10 năm qua, các cấp hội nông dân đã triển khai thực hiện luân chuyển cho vay 204 dự án, 2.000 hộ vay với số vốn là 87 tỷ đồng. Điển hình như các dự án nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện tại các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ và Nậm Nhùn. Nông dân liên kết với doanh nghiệp nuôi thỏ làm nguyên liệu sản xuất vaccine tại các huyện Tân Uyên và Than Uyên. Trồng và chăm sóc chè, nuôi ngựa sinh sản, nuôi trâu thương phẩm, nuôi gà thương phẩm tại xã Can Hồ, huyện Mường Tè. Theo đó, hàng năm, Ban vận động Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp ban hành kế hoạch vận động ủng hộ quỹ. Các cấp hội đề nghị cấp ngân sách cho quỹ. Kết quả đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân toàn tỉnh đạt 40 tỷ 653,79 triệu đồng, tăng 38 tỷ 660 triệu đồng so với năm 2011. Trong 10 năm thực hiện cái Quỹ Hỗ trợ Nông dân, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, của tỉnh, của địa phương, thì nguồn quỹ đã phát triển đến thời điểm này là gần 45 tỷ đồng. Với trách nhiệm của tổ chức hội nông dân thì chúng tôi cũng đã thống nhất với các cái hội nông dân trong toàn tỉnh dưới sự chỉ đạo của các vị chính quyền đã lựa chọn cái nhu cầu của người dân để xây dựng các cái mô hình điểm. Thì trong 10 năm thực hiện thì chúng tôi đã
thực hiện trên 200 các cái mô hình. Cùng với đó, Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý 96 dự án với 825 hộ vay 39 tỷ 198 triệu đồng. Kết hợp với việc hỗ trợ vay vốn theo mô hình nhóm hộ, các cấp hội tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Từ các mô hình quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp hội tư vấn, hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể. Năm 20 và những năm tiếp theo thì sẽ trên cơ sở nhu cầu của người dân và sẽ chọn các cái khâu mà người dân khó thực hiện nhất để chúng tôi dùng cái nguồn quỹ này để hỗ trợ. Ví dụ như là nuôi trâu bò để vú béo thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái phần là chuồng trại theo đúng quy chuẩn để đảm bảo là tận dụng được các cái sản phẩm qua chăn nuôi để có cái tăng thu nhập cho bà con và chọn những cái khâu mà bà con cần nhất và cái nhu cầu bà con cần để chúng tôi thực hiện để giúp cho bà con phát triển kinh tế xã hội tốt hơn. Nhờ sự năng động sáng tạo trong việc vận động xây dựng, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, 10 năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã giúp hàng nghìn hội viên nông dân phát huy lợi thế của từng địa phương, chọn được mô hình sản xuất hợp lý và vươn lên làm giàu. Hàng năm, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh tăng mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 4.494 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.